khu vực cửa ra vào hàng. Đây là khu vực xử lý nguội, lắp ráp bước 1. Bên kia là có một cái máy chà nhá chổi thùng. Tất cả hàng hóa sẽ được lắp ráp ở khu vực này. Lắp ráp khu vực này. Rồi lắp ráp xong sẽ đưa qua khu vực sơn lót. Này được ngăn bằng tấm PVC. Bên này khu vực sản xuất này, các loại máy sản xuất. Sản xuất xong sẽ đưa khu vực này để sơn, lót, chà nhám. Chà nhám. Hàng chuyển khu vực lắp ráp qua đây này. Đó. Sẽ được các bàn chà nhám. Ở đây là sơn lót, khu sơn lót. Sơn lót xong thì sẽ đưa qua chà nhám. Bên này có hai tháp sơn lót, tháp màng nước đôi và tháp màng nước đơn sơn lót. Sơn lót thì không cần phòng sấy và không cần đóng kín. Để đây lót trà, lót trà, lót xong thì sẽ qua phòng bên này để phấn màu. Phòng bên đây là phấn màu, đặt đóng kín cửa. Phòng bên này sơn, có hai đám sơn hai bên kệ ở giữa phấn màu. Phấn màu xong thì có thể là kéo ngược ra ngoài palette như này, kéo ngược ra ngoài để xả nhám lại. Và một số mặt hàng không cần xả nhám thì sẽ kéo luôn qua phòng bóng. Em nhờ xíu. Đây, qua bên phòng bóng. Phòng này sẽ phun bóng. Cái diện tích phun bóng là khoảng 10-12 mét, chiều ngang khoảng 6 mét. Đây, tháp phun bóng. Bên này là chờ khô, phơi chờ khô. Diện tích phòng phơi chờ khô. Có cửa, cửa rộng khoảng 3 mét rưỡi. Rồi xong thì sẽ đưa ra ngoài, đi ra ngoài. Hàng hóa sẽ đi ra ngoài bằng cửa kéo này, cửa luồn này. Đó, và tập kết khu vực ở ngoài này. Khu vực ngoài này sẽ tập kết, lắp ráp thành phẩm. Công nhân khu vực lắp ráp thành phẩm. Lắp ráp.